Cái mã sản phẩm đầu tiên bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng ấm đun nước siêu tốc kính nhé. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Gucci. Dung tích của nó là 2 lít, hàng đẹp luôn, con nào cũng thế, con nào cũng như con nào, hàng đẹp, chất lượng luôn. Cái này bằng kính nhé, khi nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái, không sợ bị nứt vỡ gì cả. Đấy, cứ nhận hàng đảm bảo cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V, công suất của nó là 1500W nhé các bác nhé, và dung tích của nó là 2 lít. Dung tích của nó là 2 lít, công suất 1500W, hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Mà mức giá của nó thì rất là mềm, bên nhà em đang có mức giá chỉ có 130.000 đồng thôi. Gucci của Hàn Quốc, hàng chất lượng luôn. Hàng chất lượng luôn. Đấy, tay cầm của nó này. Bộ của nó sẽ gồm cho chúng ta đó là một đế và một ấm siêu tốc như thế này. Con này ở đây nó sẽ có một cái viền tiêu UV nhé, viền tiêu UV. Đấy, rất là xịn sò luôn. Lúc nào mà các bác về các bác dùng nó cắm điện lên là nó sẽ lên cái viền này. Đó, hàng đẹp, ấm siêu tốc kính. Con này bên nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm luôn. Giá của nó chỉ có 130.000 đồng thôi. 130.000 đồng một cái dòng ấm nước siêu tốc kính này. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò luôn. Đó là cái mã sản phẩm đầu tiên trong cái video của nhà em. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng ấm nước siêu tốc. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Johnson. Cái gì đây này? Đây này. Thương hiệu của nó này. Hàng của Made in Germany nhé. Hàng của Đức. Hàng của Germany của Đức này. Rất là xịn sò luôn. Mở nắp ra này. Đấy. Các bác ấn nắp này nhé. Các bác ấn nắp này thì các bác ấn này. Đấy. Rất là xịn sò này. Các bác có thể nhìn thấy này, bên trong của nó này. Đẹp. Phải gọi là đẹp. Bên trong là inox. Con này thì dung tích của nó là một mắc của nó là các bác đun nên đun ở đây. Nó khuyến cáo là nó được hơn 2 lít. Nhưng mà mắc ở đây là 1 lít 8 này. Là các bác đun đến cái vạch này rồi. Còn nếu mà lên trên này chắc chắn nó sẽ phải hơn 2 lít rồi. Đó. Dòng này thì các bác sẽ sử dụng cho em nó là nguồn điện. Là nguồn điện 100 đến 230V. Con này thì công suất của nó là 1000W đến 1650W. Hàng của Đức này. Công tắc bật tắt thì các bác bật ở đây. Công tắc bật tắt các bác bật ở đây. Màu của nó nhé, thì các bác nhìn đây là có khả năng là nhìn trên video là màu đen. Nhưng mà không phải đâu. Nó màu không phải là màu đen đâu. Như kiểu là màu này của nó là gọi là màu xanh. Nó là xanh gì mà nó xám xám gần giống đen ấy, nhưng mà màu rất là đẹp. Màu của nó rất là đẹp luôn nhé. Màu của nó rất là đẹp luôn. Một cái dòng ấm đun nước siêu tốc. Một cái dòng ấm đun nước siêu tốc. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 530.000 đồng nhé. 530.000 đồng và bên nhà em bao luôn phí ship nhé. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã ấm siêu tốc 530k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này. Đây để em ghi thẳng cái giá lên trên này cho dễ. Hàng đẹp luôn. Bao ship toàn quốc nhé. Nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn, 530k. Một cái mã kế tiếp cũng là một con nữa, nhưng con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Le Beng Lang. Dòng này dòng siêu tốc kính này. Nó có lọc trà luôn nhé. Nó có cái lọc trà luôn này. Đó. Dòng nước ấm nước siêu tốc kính Le Beng Lang có lọc trà luôn. Giá chỉ có 400k thôi. Giá chỉ có 400k thôi. Và bên nhà em lại còn bao cả phí ship nữa cơ. 400.000 đồng bao ship cho các bác. Ấm đun nước siêu tốc kính này. Đấy, mắc của nó là lên 1 lít 8 nhé. Con này mắc của nó lên 1 lít 8. Hàng này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V. Công suất 1850 đến 2200W. Công suất 1850 đến 2200W này. Đấy, hàng đẹp luôn. Đấy. Nguồn gốc xuất xứ tất cả các thứ rõ ràng. Đấy, nói chung là hàng đẹp, nó có cả cái lọc trà cho chúng ta luôn này, lọc trà bên trong này. Con này lọc trà này thì bằng inox 316 nhé. Cái lọc trà này bằng inox 316. Hàng cực kỳ đẹp. Đẹp, chất lượng xịn sò luôn. Cái này lọc trà, lọc cà phê các bác đều có thể sử dụng được. Đó. Ấm đun nước siêu tốc kính. Đấy, Le Beng Lang. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 400.000 đồng và bên nhà em bao ship. 400.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã ấm đun nước siêu tốc kính này. Hàng chất lượng luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ nồi Đức 6 món. Để em giới thiệu chi tiết của bộ nồi này trước đã nhé. Germany của Đức này. 6 món này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Trong đó thì đây là một cái chảo này. 3 lít 4 này. Một cái xoong máy bột 2 lít 1 này. Một cái xoong to 6 lít 6 này. Đây, kích thước của nó đây. Kích thước của nó đây nhé. Kích thước của 6 cái đây. Tí nữa xong em chỉ đi và giới thiệu qua cho các bác thôi. Còn đây là kích thước của 6 cái của nó.
Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Hàng của Germany, của Đức luôn. Một bộ nồi 6 món. Còn đây đầu tiên thì là một cái chảo. Một cái chảo này thì dòng chảo nó là chảo chống dính nhé. À, thương hiệu của nó là Erlenmeyer. Đun được bếp từ này, bếp ga này, bếp điện này, bếp hồng ngoại này. Nói chung là đun được rất là nhiều loại bếp. Đáy của nó cũng tương đối là dày. Đáy của nó cũng tương đối là dày nhé. Dòng này là dòng chảo chống dính này. Đấy, dòng chảo chống dính. À, con này thì là 24 sâu 7,5. Dung tích 3 lít 4. 24 sâu 7,5 dung tích 3 lít 4. Đấy, đầu tiên đó là một con chảo chống dính. Thứ hai đó là một cái xoong ngoáy bột này. Xoong ngoáy bột này. Cái dòng nồi này là bộ nồi 5 đáy các nhé. Cái dòng bộ nồi này là bộ nồi 5 đáy này. Đó, thì các bác đun ý, thì nó ít bị khê, ít khi bị khê, tại vì làm sao? Cái đáy của nó cũng tương đối là dày và bắt nhiệt rất là nhanh nhé. Nó bắt nhiệt rất là nhanh luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenmeyer. Hàng cực kỳ xịn luôn. Và mỗi con này nó đều có một cái nắp vung riêng nhé. Mỗi con này nó đều có một cái nắp vung riêng nên là các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo. Đây vung này. Một cái song to. Một cái song to này, con này bác luộc con gà thoải mái luôn nhé. Luộc con gà thoải mái luôn. Đó. Đấy. Xong gia đình các bác dùng nhé. Trong gia đình nếu một gia đình là ở dùng thoải mái luôn. Đây là một cái xoong ngoáy bồ, một cái xoong to này. Một cái xoong to này. 24 nhân với lại sâu 14,5. Con này là dung tích là 6 lít 6. Dung tích là 6 lít 6. Đó. Một cái xoong nhỡ này. Cái xoong nhỡ này thì đây. Tất cả của nó thì hàng đẹp nhé. Hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn là nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. 20 sâu 12,5. Đều có nắp vung hết. Bên trong của nó cực kỳ đẹp. Bên trong của nó còn cực kỳ đẹp. Một cái xoong bé nữa này. 18 sâu 11,5 này. 18 sâu 11,5 này. 5 đáy. 2 quai. Sạch cầm rất là ok luôn. Và cuối cùng một cái xoong con. Và cuối cùng một cái xoong con. Xoong này cũng của nó cũng là 16 nhân với 10 sâu 10,5 dung tích 2 lít 1. Một cái bộ nối Đức này bên em đang có mức giá chỉ có 700.000 đồng thôi nhé. 700k một cái bộ nối Đức này. Và bên nhà em bao ship luôn. 700.000 đồng một cái bộ nối Đức này. Và bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn nhé. Nên là các bác yên tâm. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái của bên nhà em luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. 700.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đó, bộ nối Đức 5 đáy. Cái bộ nồi này là bộ nối Đức 5 đáy. 700k bao ship các bác nhé. Tiếp theo thì đó là một cái bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi 9 đáy này. Hàng mới luôn. Con này thì cũng như con kia thôi. Những cái kích thước của cái bộ nồi của nó cũng giống nhau. Đấy, bộ nồi Casavilla 9 đáy này. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Chảo 24 x 6,5 này, 24 x 13,5 6 lít 1 này. Nói chung là nó cũng tương đương với con kia thôi. Đấy, cũng review luôn, hôm nay bóc luôn hộp mới của cái bộ nồi này ra. Bóc luôn hộp mới của cái bộ nồi này ra để review cho các bác luôn. Đó. Nguyên hộp luôn nhé. Hàng nguyên hộp luôn cho các bác luôn này. Đấy. Bên trong này thì những cái giấy này thì chúng ta không cần quan tâm lắm. Đấy. Đầu tiên đó là hai cái nắp vung này. Em cứ để riêng ra đây đã nhé. Tí nữa em sẽ đi vào review chi tiết cho các bác luôn. Bộ nồi này mới luôn này. Đây. Casavilla này. Chín đáy này các bác có thể nhìn thấy. Đáy của nó rất là dày nhé. Khi các bác nhận hàng nhé, các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn nhé. Riêng nhà hàng nhà em là các bác cứ nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn cho em. Đó, bỏ riêng ra. Đấy, con xoong ngoáy bột này. Một con xoong con này. Tất cả đều rất là đẹp. Đấy, cũng bóc hộp ra luôn. Cũng bóc hộp ra review cho các bác luôn nhé. Chứ cũng không phải là giấu giếm gì đâu. Đấy, hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn là đảm bảo. Hàng nhà em là các bác cũng yên tâm luôn, đảm bảo tại vì làm sao? Hàng nhà em là các bác nhận hàng các bác kiểm tra được cơ mà, còn được kiểm tra thoải mái cơ mà, nên là các bác không phải lo lắng gì đâu, cứ mạnh dạn lên, đấy, cứ tự tin lên đặt hàng nhà em luôn. Hàng nhà em thì cam kết cho các bác là hàng chất lượng luôn. Hàng nhà em là nhà em cam kết cho các bác là chất lượng xịn sò, và hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, hàng đảm bảo. Đấy, đáy của nó này, chín đáy này, tay xách các thứ cầm này, xoong của nó là xoong inox nhé các bác nhé. Cái xoong này của nó là xoong inox nên là nó dùng rất là bền luôn. Để em nhét cái này vào đây. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn này. Tất cả đều có nắp vung nhé. Tất cả thì đều có nắp vung luôn. Đấy. Xoong to này. Cái xoong to của nó này. Rất là dày dặn. Rất là dày dặn luôn nhé. Bộ nồi này là bộ nồi bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy các bác nhé. Bộ nồi Casavilla 9 đáy.
hàng các bác nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ, nên là các bác không phải lo lắng gì. Đây đã bóc xong. Đấy, còn đây là đi vào chi tiết này. Đây đầu tiên nó là một cái chảo này, đầu tiên nó là một cái chảo này, chảo chống dính này. Đấy, chảo chống dính này. Đó, vung rất đầy đủ nhá, vung đầy đủ luôn này. Đó, một cái chảo này, một cái xoong to này, một cái xoong to này. Đấy, kích thước của nó thì nó đã ghi ở ngay ngoài thùng rồi các bác nhé. Đấy, một con xoong nhỡ này, một con xoong ngoái bột, một con xoong con này, một con xoong ngoái bột này. Đấy, chọn một bộ nồi, chọn một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy như thế này. Đấy, chọn một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy này. Bên nhà em đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bộ nồi Kasai Villa 9 đáy bên nhà em đang giảm giá cho các bác rồi nhé. Giảm giá cho các bác xuống còn 950.000 đồng. 950.000. Và bên nhà em bao ship luôn. 950.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn cái bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Các bác nhận hàng bên nhà em nhé, là các bác yên tâm luôn, là các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ nồi Kasai Villa. Đấy, khi các bác nhận hàng ý, là toàn bộ là hàng mới hết. Toàn bộ là hàng mới, chưa qua sử dụng một lần nào. Nếu mà qua sử dụng rồi ý, là cái đáy này nó sẽ có màu khác luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng đảm bảo cho bác luôn là hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhé. Đó, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng chảo tổ ong nhé. Cực đẹp luôn này. Chảo tổ ong cực đẹp luôn này. Hàng cực kỳ ok luôn. Cái dòng chảo tổ ong này thì nó là dòng chảo các bác có thể làm chảo nấu được, chảo xào, chảo nấu được. Đấy, nó là chóp. Đấy, đáy của nó thì bé thôi, nhưng mà lên miệng nó rất là rộng để các bác xào nấu. Con này xào nấu thì thoải mái luôn. Đây để em đo luôn cho các bác cái kích thước luôn. Phủ bì của con này nó lên đến 31,5cm này. 31,5. Phủ bì của nó là 31,5. Đó. Còn lọt lòng của con này thì là 30cm. Lọt lòng của nó là 30 nhé. Độ sâu của nó đây, gần 9cm. Gần 9cm. Đấy. Bình thường ấy, các bác mua một cái chảo tổ ong này ấy, thì nó sẽ có cho chúng ta đó là cái chảo như này. Nhưng riêng nhà em lại có cả thêm nắp vung. Giá vẫn thế, 220.000 đồng bao ship. Đấy, giá các bác yên tâm luôn là giá tốt luôn. Đấy, có cả nắp vung. Các bác lên cho em mã chảo tổ ong 220.000 đồng nhé. Và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã chảo tổ ong này luôn. 220.000 đồng bao ship cho các bác cái mã chảo tổ ong và có nắp vung như này. Đấy, chảo tổ ong có nắp vung 220.000 đồng và bên nhà em bao ship luôn. Hàng này các bác yên tâm luôn, đảm bảo cho các bác về chất lượng. Đấy, xịn sò luôn. Chất lượng xịn sò luôn. Đấy, nó đầy đủ cho các bác là nắp vung các thứ luôn. Nên là các bác yên tâm nhé. Chảo tổ ong 220.000 bao ship. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng ly giữ nhiệt nhiệt bãi. Ly giữ nhiệt nhiệt bãi này. Con này thì đây, em xin đo cho các bác cái kích thước luôn cho nó dễ nhé. Đây, kích thước em lấy từ số 10 này cho nó xanh chín này. 10 này. Con này kích thước của nó là 8,8 cm nhé. Đấy, đến đo phủ bì đấy. Đấy, còn cái chiều cao của nó đây là 12cm. Là 12cm. Ở ly này là ly giữ nhiệt inox, hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật, cực kỳ xịn sò luôn. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Con này thì nó sẽ có hai mức giá. Đấy, các bác mua từ 6 cái trở lên, tức là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 thì giá của nó, đấy, từ 5 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 60.000 đồng một cái. Thì giá của nó sẽ là 60k. Thì giá của nó sẽ là 60k. Đấy. Đấy là từ 6 cái trở lên. Đấy. Còn mà từ 5 cái các bác lấy 5, 4, 3, 2, 1 cái trở xuống thì giá của nó sẽ là 65.000. Giá của nó sẽ là 65.000 một cái. Đấy. Thì là từ 6 cái trở lên thì nó có hai cái mức giá đấy. Đấy là 54321 thì nó sẽ là 65k trên một cái. Và riêng cái dòng ly này thì bên nhà em là không theo cái chính sách bao ship của 200k, mà từ 10 cái trở lên nhé. Ly giữ nhiệt này thì từ 10 cái trở lên nhà em mới bao ship. Từ 10 cái trở lên nhà em mới bao ship cho các bác. Tức là các bác lấy từ 10 cái là em mới bao ship nhé. Tại vì hàng
chất lượng thực sự ra với các bác luôn. Bán giá này là bán giá kèm thôi, còn các shop người ta đang bán là 70.000 đấy, thì người ta mới có thể bao ship được cho bác 200k đó. Còn em bán giá thực sự với các bác luôn, là giá như em bán là giá cạnh tranh luôn, giá cực kỳ tốt luôn đấy, để cho các bác có thể có mức giá tốt nhất để các bác sử dụng nhé. Ly giữ nhiệt nhiệt bãi nhé, ly giữ nhiệt nhiệt bãi có hai mức giá các bác lưu ý nhé, đó là 60k một cái và 65k một cái, đó là khi các bác lấy từ 5 cái trở xuống và 5 cái trở từ 6 cái trở lên. Hàng đẹp, chất lượng, các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Và có một cái điều lưu ý, một cái điều lưu ý nhỏ nhỏ khi các bác sử dụng cái mẫu này, đó là các bác đang đựng nước nóng ở đây, các bác không hất đi và các bác đổ nước lạnh trực tiếp vào, mất nhiệt luôn, vứt cốc đấy là không sử dụng được giữ nhiệt nữa. Đó là một cái lưu ý nhé, một cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi các bác sử dụng cái mẫu ly giữ nhiệt này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bộ cạo râu 36 lưỡi khi các bác nhận hàng ấy, là hàng của nó là hàng của nguyên túi này nhé. Đây, một cái bộ cạo râu này. Nó gồm có cho chúng ta đó là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 và một cái lưỡi cạo ở trong cái này nữa, đó là 36 lưỡi. Và một cái lưỡi cạo đấy nữa, nó là 36 lưỡi. Đó là 36 cái lưỡi. Cực kỳ ok luôn. Cực kỳ ok luôn. Và cái lưỡi này là lưỡi kép, và cái lưỡi này là lưỡi kép. Đó, và cái một cái hộp kem, và một hộp kem nữa này. Đó là tổng cộng của nó là 37 38 chi tiết, nhưng mà là 36 cái lưỡi. Hàng đẹp luôn nhé, hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Và giá thì em thì các bác yên tâm là giá mềm luôn. Giá trước là 55.000 đồng, đợt này em giảm giá cho bác luôn xuống còn 50k. 50.000 đồng một cái mẫu cạo râu 36 lưỡi này. 50.000 đồng một cạo 36 lưỡi. Các bác lên cho em mã này là mã cạo râu 36 lưỡi, 50.000 đồng một túi này. 50.000 đồng một túi này. Đây. Không biết là như này thực sự ra với các bác luôn là không biết là dùng bao nhiêu lâu mới hết được. Đấy. Không biết là dùng bao nhiêu lâu mới hết được bằng này cái. 30 mấy cái lưỡi này, 36 cái lưỡi. Các bác lên cho em mã này là mã cạo râu 36 lưỡi nhé. Cạo râu 36 lưỡi 50.000 đồng. Bác nào mà không thích dùng cạo 36 lưỡi thì chúng ta có thể sử dụng sang máy cạo râu Panasonic. Hàng nếu mà khi các bác nhận hàng đến tay, hàng của nó là hàng mới nguyên hộp. Khi các bác nhận hàng đến tay là hàng của nó hàng mới nguyên hộp. Đấy, các bác sẽ bóc ra. Đây, nó sẽ mới toanh như này cho chúng ta luôn này. Nó sẽ mới toanh. Đó, còn đây em sẽ xin phép là được review cho các bác. Review cho các bác cái máy này nhà em đang sử dụng được 2 năm. Đó, đầu tiên thì các bác lưu ý cho em một cái, đó là cái cách các bác lắp pin. Đấy, lắp pin con thỏ thôi, lắp pin con thỏ pin A thôi. Đấy, thì các bác lắp pin nhé, bình thường các bác nhìn này, đúng không ạ? Thì các bác sẽ lắp ai cũng thế, lắp pin vào như này đúng không? Thì lắp pin vào như này sẽ không chạy. Chắc chắn không chạy. Đấy. Và các bác phải đảo ngược cái chiều pin như này. Và các bác sẽ đảo ngược cái chiều pin này cho em. Chạy luôn. Đấy, chạy luôn mà chạy rất là tít luôn. Chạy luôn rồi đấy, chạy rất là tít luôn. Con này em đã sử dụng được trên 2 năm rồi. Trên 2 năm rồi. Bắt đầu là bán cái mã này là đã là từ năm 2000, cuối năm 2022. Đấy, cuối năm 2021 ấy. Đấy, cũng lâu rồi, nói chung là cũng phải 2 năm, hơn 2 năm rồi. Đấy, và con này vẫn dùng ok đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, cũng lười lâu em không vệ sinh. Đấy. Lâu em không vệ sinh cái lưỡi này mà nó vẫn rất ok nhé. Nó không bị dỉ đâu nhé. Nó không bị dỉ đâu này. Đấy. Các bác cứ cạo thoải mái luôn. Các bác cứ cạo thoải mái. Đó. Mẫu này là mẫu máy cạo râu Panasonic. Panasonic. Nó sẽ sử dụng bằng pin nhé. Cái dòng này nó sẽ sử dụng bằng pin cho chúng ta này. Cạo rất là sướng luôn nhé. Đấy, cạo rất là sướng luôn. Đó. Con này thì các bác sử dụng này. Đến đây thì em là 2 năm rồi mà em vẫn còn rất là ngon như này. Thì bình thường không thì các bác cũng sử dụng được khoảng phải khoảng 3-4 năm. Đấy, nó còn chưa gì hay là chưa có hiện tượng gì ở lưỡi, còn rất là sắc. Một cái máy cạo râu Panasonic sử dụng bằng pin. Hàng thì khi các bác nhận hàng của nó là hàng mới nguyên hộp. Hàng khi các bác nhận hàng nó là hàng mới nguyên hộp. Hàng này là từ siêu thị Nhật. Siêu thị Nhật. Đấy, bạn em nó gửi về. Nói chung là hàng này thì rất ok luôn. Đấy, nó còn cái ấy này đấy. Đó. Cái cảnh báo chống trộm của Nhật ấy. Người ta dán vào đây. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cũng cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn nhé. Một cái mức giá cũng cực kỳ ưu đãi luôn. Giá của nó là 350.000 đồng. Một cái máy cạo râu Panasonic này. Và bên nhà em bao ship này. 350k bao ship.
toàn quốc. $350k bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Máy cạo râu của thương hiệu Panasonic nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, hôm nay bên nhà em lại về thêm rất là nhiều những cái mẫu bơm 2T, bơm dẫn chân này. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Staley, hàng mới luôn. Hàng mới luôn nhé, còn nguyên hộp. Còn nguyên hộp này. Bọc ra này. Khung của nó là khung thép này, giới thiệu cho các khung trước rồi em sẽ giới thiệu chi tiết cho nó sau. À, hàng của nội địa Nhật, made in Japan. Cái đồng hồ đo áp lực 10kg, tối đa có thể bơm con này lên 10kg. Dây chịu áp lực nhé. Con này thì có thể bơm được xe máy, xe đạp và ô tô con. Và lưu ý bơm ô tô con thôi. Đấy, đây, hai cái mép này. Và đem dẫn cho các bác xem nhé. Đấy, các bác có thể dẫn chân này kia. Rất là ok luôn. Hơi dài rất là khỏe luôn nhé. Hơi dài rất là khỏe luôn. Con này thì đợt này bên em đang có mức giá cực kỳ mềm cho các bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi. Giá của nó chỉ có 200.000 đồng thôi. 200.000 đồng và lại còn được bao cả phí ship. Đấy, 200k. Bơm 2T nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bơm 2T. Hàng mới nguyên hộp rồi này. Đấy, giá chỉ có 200k. Mà lại còn bao cả ship luôn. Mà lại còn bao cả phí ship cho các bác luôn. Giá cực mềm luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã bơm 2T, bơm dẫn chân. Bơm 2T, bơm dẫn chân, 200.000 đồng và bên em bao ship. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác các bạn này. Bơm 2T bơm chân này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái mẫu đèn trang trí này. Con này thì nó là đèn LED trang trí. Nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái thân đèn như này. Và một cái đuôi. Có đuôi luôn nhé. Để về các bác xoáy luôn vào này. Đó. Rồi các bác cắm điện vào này. Bật công tắc. Đồ điện nhà em nó hơi lắm. Này. Các bác có thể nhìn thấy. Cũng cực kỳ đẹp luôn nhé. Mờ mờ ảo ảo luôn nhé. Đấy. Cực kỳ đẹp và cực kỳ mờ ảo luôn. Đây. Đấy. Các bác có thể treo vào trước cửa. Nói chung rất ok luôn. Rất ok luôn nhé. Đây. Nó sẽ tự xoay. Và nó sẽ như thế là ra hình như thế. Đó. Các bác về. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đu bóng đèn các bác được. Xoáy vào các bác xoáy vào cái đu bóng đèn cũng được. Đấy. Là rất là tiện. Ngoài ở đây hoặc là ở đây nó cũng có cái đuôi cho các bác rồi để các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đó, một con đèn trang trí này, đèn LED trang trí này. Đấy, đèn LED trang trí, con này bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 40.000 đồng. Đèn LED trang trí nhé. 40k. Đấy. Số lượng thoải mái luôn các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã đèn LED trang trí 40.000 đồng một cái. 40.000 đồng một cái đèn LED trang trí này. Hàng cực đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng mới luôn, nguyên hộp. Hàng mới luôn, nguyên hộp. Giá chỉ có 40k. Khi bác nhận hàng thì đầy đủ một bộ như thế này. Các bác chỉ việc về lắp vào, cắm điện vào, bật công tắc là xong. Và đằng sau thì có công tắc. Đó, 40k. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác ở trong cái bộ dao như này là một cái bộ dao Nhật. Con tay em đang cầm đây là một con dao thái bản lớn nhé. Ở trong một cái bộ dao nhé. Nó có thái bản lớn, thái và chặt. Này, hàng của Gunbo Japan, hàng xịn xò luôn. Hàng xịn đẹp nhé, cán liền thân nhé. Tay cầm chống chân trượt. Đầu tiên con dao thái bản lớn của nó thì trọng lượng của nó sẽ là hơn 300 gram một chút nhé. Hơn 300 gram một chút và nó cũng rất là sắc. Hơn 300 gram một chút và nó cũng rất là sắc. Kích thước của nó này. 29. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 17,5. Và bản dao của nó sẽ là 8,3cm. Đó là đầu tiên, đó là một con dao thái bản lớn. Con thứ hai đó là một con dao chặt. Con thứ hai đó là một con dao chặt nhé. Đó. Kích thước của nó là 500g. Hàng của nội địa Nhật Gunbo này. Gunbo này, Gunba này. Đấy. Con này là các bác để ý là G50 là dao chặt nhé. G50 là dao chặt. Đó. Hàng đẹp luôn, cán liền thân luôn nhé. Chắc chắn, dày đẹp. 500g. Kích thước của nó này. Kích thước của nó là 31,5. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 19. Và bản dao của nó, con này là 8,3. Một con tiếp theo là một con dao thái. Trọng lượng là 200g. Dao thái của Nhật này. Cán liền thân nhé các bác nhé. Cán liền thân. Kích thước của nó đây.
Tổng kích thước của nó là 30cm, từ phần lưỡi phần cán 17,3. Đấy, và bản dao của con này của nó sẽ là 4,8. Đó. Một con dao quả trái cây. Thôi, con dao quả trái cây thì chắc là nó không cần phải cân nữa nhé. Con dao quả trái cây thì không cần cân nữa. 21cm này, từ phần lưỡi phần cán 11. Và bản dao của con này thì là 2cm cũng nhé. Bản dao của nó là 2cm. Hàng này dùng cực chất luôn. Hàng này dùng thì các bác yên tâm luôn. Một cái liếc mài dao. Kích thước của cái liếc mài dao này là 29,5, từ phần lưỡi phần cán của nó là 19cm. Và ở trong cái bộ dao này thì nó có một cái kéo cắt thực phẩm nhé các bác nhé. Nó có một cái kéo cắt thực phẩm này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn này, kéo cắt thực phẩm. Hàng chất luôn nhé. Và một cái bộ dao ở dưới đáy này thì nó sẽ có một cái lỗ rỗng để khi mà các bác đựng dao vào đây mà có nước ấy thì nó sẽ chảy xuống. Đấy. Hàng của thương hiệu Gunbo của Nhật, Gunbo của Nhật. Hàng xịn sò luôn. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm cho các bác luôn nhé. 850k bao ship, ngoài ra được tặng kèm theo đó là một cái nạng. 850k bao ship, tặng bào nạo nhé, tặng bào nạo, hàng đẹp luôn. Đó, thì một video thì em lên rất là nhiều sản phẩm nhé. Ví dụ các bác nào chưa ưng về dao thì các bác có thể vui lòng tời qua giúp em nhé. Đó là mã dao đầu tiên, bộ dao Nhật, hàng còn nguyên hộp nhé, hàng còn nguyên hộp này. Đấy, Gunbo của Nhật này, hàng xịn sò luôn. Đó là cái mã đầu tiên, 850.000 đồng và bên em bao ship. Nhớ các bác lưu ý là tặng, có tặng nạo nhé, có tặng nạo. Mã tiếp theo, một con bộ dao Đức, một cái bộ dao Đức. Bộ dao này thì nó cũng gồm có cho chúng ta đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và một cái hộp là 7 nhé. Đầu tiên, ở đây là một con dao Thái này. Con này thì thương hiệu Wheeling của Đức này. Hàng của Made in Germany này, hàng của Made in Germany này. Cán liền thân, rất xịn sò luôn. Đấy, trọng lượng của nó 200g. Trọng lượng của nó là 200g. Kích thước của nó này, tổng chiều dài của nó là 30,5cm, từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 18 các bác nhé. Bản dao của con này thì là 4,3. Bản dao của nó là 4,3cm. Dao Thái Đức, trong bộ dao này, con này con Thái Đức này. Tiếp theo đó là một con quạt trái cây này, em sẽ giới thiệu con to sau nhé. 20,8cm này, từ phần lưỡi đến phần cán là 10,5. Đó. Đây, tiếp theo của nó, các bác lưu ý cho em nhé, em phải cầm cả hai con dao ra. Ở đây là có một con dao Thái bản lớn. Thái bản lớn thì đầu nó vuông nhé, còn chặt thì đầu nó sẽ nhọn hơn nhé. Các bác lưu ý nhé. Tại vì một số bác cứ bảo em là dao chặt thì chặt gà mẻ, nhưng mà đến lúc mà chặt xương lợn thì mẻ. Nên nhưng đến lúc mà các bác chụp ảnh cho thì lại gặp đúng chặt con dao bản dao Thái. Con dao Thái thì các bác không chỉ chặt gà vịt thôi, nhưng mà chặt gà vịt thì cũng còn tạm được. Còn các bác chặt xương lợn là sẽ không được. Đấy là lưu ý như thế. Đây em xin giới thiệu các bác là con dao Thái bản lớn trước. Con dao Thái bản lớn này trọng lượng của nó tầm 380g. 380g nhé. Hàng của thương hiệu Wheeling của Đức. Hàng của Wheeling của Đức. Kích thước của nó sẽ là 31cm, tổng chiều dài 31cm. Từ phần lưỡi đến phần cán con này đây, nó sẽ rơi vào chỗ này, em đo chỗ này luôn nhé. 18,3cm. Bản dao của nó sẽ là 8,3cm. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp nhất luôn. Hàng đẹp nhất luôn. Đó. Một con dao chặt này. Gần 400g. Tổng chiều dài con này nó sẽ chỉ rơi là 29,8cm. Chiều dài của cái lưỡi dao này nó sẽ rơi vào 16,9. Và bản dao của nó là 8cm. Dao chặt của nó sẽ nhỏ nhắn hơn một chút. Chặt rất là ok luôn nhé. Các bác cầm chặt rất là ok luôn. Dao chặt của Đức. Đây là bộ trong bộ dao nhé. Hàng xịn luôn nhé. Germany của Đức. Đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò luôn. Con này thì là kéo của nó là kéo cắt gà nhé. Cái kéo này của nó là cắt gà vịt được, cán cũng là liền thân, nên là các bác ok dùng con này ok. Đấy, kéo cắt gà. Một cái liếc mài dao này, liếc mài dao để em đo luôn cho các bác kích thước. Tổng chiều dài của nó là rơi vào 29,3cm, từ phần lưỡi phần cán là 19 nhé. Và cuối cùng của nó là một cái hộp đựng dao này. Đấy, một cái hộp đựng dao. Con này các bác có thể nhìn thấy này, đang bán là 900k này. Đợt này em sale cho các bác xuống còn 800k luôn. 800.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Bộ dao Đức nhé. Bộ dao Đức 800k bao ship và vẫn được tặng nạo các bác nhé. Đấy, bộ dao Đức hộp inox 800k bao ship và vẫn được tặng nạo cho các bác luôn. Vẫn tặng nạo cho các bác luôn. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn nên các bác yên tâm. Đó. Các bác lên cho em mã tiếp theo, đó là mã bộ dao Đức nhé. Bộ dao Đức hộp inox. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Con này thì vẫn còn nguyên hộp này. Con này thì vẫn còn nguyên hộp luôn này. Còn nguyên hộp luôn cho các bác luôn.
hàng xịn sò luôn. Đấy, bộ dao Đức 800k bao ship tặng kèm theo cái nạ. Tặng kèm theo cái nạ. Một cái mã sản phẩm tiếp theo cũng là một cái bộ dao nữa của Đức. Đấy, con này cũng bộ dao nữa của Đức này, thương hiệu Willing của Đức này, nhưng mà hộp của nó hộp gỗ. Con này thì gồm có 1 2 3 4 5, 5 món thôi. Nó không có cái liếc, nó không sẽ không có cái liếc mài nhé. Đó, em xin đi vào chi tiết của nó nhé. Đầu tiên thì giới thiệu cầm gần đây là có một cái kéo cắt gà vịt thực phẩm này. Cán của nó là cán gỗ này, liền thân này, cực đẹp luôn. Con này cũng là Willing của Đức này. Con này cũng là Willing của Đức này. Đấy, cần cho bác luôn cái trọng lượng của kéo luôn, hơn 200g, 250g. Đó, đó là cái mã đầu tiên là cái kéo cắt gà vịt này. Con này thì khỏi đo nhé, tại vì nó cũng cắt gà vịt như bình thường thôi mà. Tiếp theo, một con dao gọt trái cây. Một con dao gọt trái cây. Đó, Germany của Đức này. Kích thước, kích thước của nó này, 23cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 12 nhé. Từ phần lưỡi phần cán 12. Cán liền thân ốp gỗ nhé. Cán liền thân ốp gỗ này. Một con tiếp theo này, một con dao Thái, Thái Đức này. Dòng này Thái các bác yên tâm luôn nhé. 200g, trọng lượng 200g. Cán liền thân, tay cầm chuẩn chân chuẩn. Kích thước của nó đây, 30,7cm. 30,7cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 18. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 4,3cm. Cán liền thân, hàng xịn luôn, hàng xịn sò luôn nhé. Germany của Đức. Cái bộ dao Đức thì vẫn là lưu ý cho các bác, như riêng cái bộ dao Đức nhé, thì lúc nào cũng thế, vuông là Thái, tròn là chặt. Vuông là Thái, tròn là chặt nhé. Đó, con dao Thái bản lớn của nó nặng 330g. 330g Thái bản lớn. Cán liền thân luôn nhé. Cán liền thân luôn. Đó, kích thước của nó này. Tổng chiều dài con này nó là 31cm. Từ phần lưỡi phần cán 18. Bán dao của nó là 8cm. Hàng xịn sò luôn nhé, hàng của Đức luôn. Các bác yên tâm. Các bác yên tâm luôn. Còn đây là con dao chặt 400g. Con này chặt gà vịt, các bác cứ chặt thoải mái luôn. Chặt thoải mái cho em luôn. 400g này. Tổng chiều dài của nó nhé. Tổng chiều dài của nó sẽ rơi vào 29,8cm. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó sẽ rơi vào 17. Và bản dao của nó nhé, bản dao của nó sẽ rơi vào 8,3cm. Đó. Còn cái hộp dao của nó đây là hộp gỗ sồi. Hộp dao, hộp gỗ này của nó là hộp gỗ sồi nhé. Hàng cực đẹp luôn. Hàng cực đẹp luôn. Cái mã hộp bộ dao, hộp gỗ này bên em đang giảm giá cho bác xuống còn 1.300.000 đồng nhé. 1.300.000 đồng. Và bên em bao ship nhé. Vẫn được tặng kèm theo đó là một, cho các bác đó là một cái nạ. Vẫn được tặng kèm theo cho các bác đó là một cái nạ, bào nạ đa năng, bào nạ. Đấy, hàng xịn luôn. Đó, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo về theo tính theo thùng luôn nhé. Một thùng này 20 cái em về rất là nhiều luôn, số lượng rất nhiều luôn, tẩy lông giặt này. Nhưng mà ở đây nó chật hẹp nên em không để hết vào thôi. Đấy, chai nước tẩy lông giặt này, vệ sinh lông giặt. Cái này thì các bác vệ sinh theo định kỳ nhé, là 3 tháng một lần. Cứ vệ sinh theo định kỳ 3 tháng một lần nhé. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, kháng khuẩn đến 99%. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn, hàng nội địa Nhật này. Con chai nước tẩy lông giặt này thì bên nhà em đang có mức giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Giá này bán giá tri ân luôn. Chỉ có 50.000 đồng một chai này thôi nhé. 50.000 đồng một chai tẩy lông giặt như này. Hàng đẹp nhé, mà giá lại còn ưu đãi cho các bác nữa, nên là các bác có thể yên tâm luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã chai tẩy lông giặt nhé. Chai tẩy lông giặt 50k luôn. Hôm nay sinh nhật nên là tri ân luôn. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng thảo bồn cầu. Chai thảo bồn cầu này, lọ thảo bồn cầu này. Đấy, hàng này của Nhật nhé. Đấy, kháng khuẩn này, diệt khuẩn này. Nói chung là con này dùng rất là ok luôn. Con này dùng rất là ok luôn nhé. Con này thì nó là ở siêu thị Nhật gửi về, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng ở siêu thị Nhật thì nó rất là xịn sò luôn. Nó rất là xịn sò luôn nhé. Đấy, các bác chỉ việc về là các bác mở này ra, đặt lên và thả vào két nước thôi. Thả vào két nước thôi là ok. Con thả bồn cầu này thì ở bên em đang có mức giá của nó, đó là 40.000 đồng. 40.000 đồng một chai này nhé. 40.000 đồng một chai, một lọ thả bồn cầu này nhé.
Các bác lên cho em mã này, mã lọ thảo bồn cầu, giá 40.000 đồng. 40.000 đồng một lọ. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bình ủ trà. Bình ủ trà thì nó sẽ màu, nó sẽ theo lô, theo thùng. Đấy, thì cái màu xanh đợt nọ thì bán hết rồi. Đợt này thì em về màu đen. Đấy, đợt này thì em về lại màu đen. Đấy, bình ủ trà màu đen nhé các bác nhé. Con bình ủ trà này thì dung tích của nó là 1 lít. Dung tích của nó là 1 lít. Bên trong này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái lọc trà. Một cái lọc trà. Inox, chất liệu inox của nó là inox 316 các bác nhé. Chất liệu inox của nó là inox 316 này. Đó, các bác về các bác xoáy vào đây. Các bác về các bác xoáy vào đây. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Các bác ủ trà vào đây. Dung tích của nó là 1 lít. Dung tích của nó là 1 lít. Màu đen nhé, màu đen. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 90.000 đồng thôi. Giá chỉ có 90.000 đồng một cái bình ủ trà như này nhé các bác nhé. 90.000 đồng một cái bình ủ trà. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Các bác lên cho em mã này là mã bình ủ trà nhé. Bình ủ trà 90k. 90k một cái. Đó. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng bình ủ trà. Con này thì thương hiệu của Hokoji, hàng của thương hiệu Nhật. Thương hiệu Nhật nhé, hàng xịn sò luôn. Con này thì nó là ruột phích. Con này của nó là ruột phích, phích. Hàng Việt Nhật liên doanh. Đấy, hàng Việt Nhật liên doanh, sản xuất riêng cho thị trường Nhật. Đấy, ruột phích này các bác này. Nên là con này giữ nhiệt rất là lâu luôn. Con này các bác có thể giữ nhiệt hoặc là các bác làm ủ trà được. Hàng này thì rất là tự hào. Rất là tự hào khi là Made in Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, lâu lắm rồi em mới thấy một lô hàng mà có xuất xứ sản xuất tại Việt Nam mà hàng cực kỳ chất lượng luôn nhé. Dày dặn, dung tích 1,5 lít. Con này thì bên nhà em có mức giá chỉ có 220.000 đồng thôi nhé. Chỉ có 220.000 đồng thôi mà bên nhà em lại còn bao cả phí ship cho các bác nữa. 220k bao ship cho các bác cái mã bình ủ trà giữ nhiệt 1,5 lít, thương hiệu của Hokori, hàng nội địa, hàng Nhật Bản. Đấy, sản xuất tại nội địa Nhật Việt Nam. Đây, sản xuất riêng cho Japan này. Đấy, Hokoji Japan Stan. Đấy, nên là các bác yên tâm nhé. Hàng xịn luôn. Hàng xịn luôn. Bình ủ trà. Bình ủ trà. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái mẫu sạc bình ắc quy. Con này thì nó sẽ, con đầu tiên em giới thiệu cho các bác đó là một con 12V 4A 100Ah. Con này thì chuyên sạc tất cả các bình xe máy nhé. Con này thì chuyên tất cả các bình xe máy. Nếu mà các bác nào mà dùng bình xe máy, nguyên bình xe máy không thì các bác nên chọn con này. Forsup. Con này thì sử dụng giá điện của nó là sử dụng điện là 100 đến điện 240V đều được. Công suất max của nó lên đến 75W thôi, nên là nó chỉ sạc bình xe máy thôi. Hàng này thì dùng ngon nhé, nó có cả quạt tản nhiệt các bác nhé. Nó có cả quạt tản nhiệt, đây để em cắm điện cho các bác luôn. Đầu tiên thì về các bác cắm điện vào trước. Các bác cắm điện vào trước nhé. Đây ở đây nó sẽ hiện thị cho chúng ta đó là 13,8V này. Các bác về các bác kẹp cho em vào bình ắc quy. Các bác kẹp cho em đúng lửa vào nguội. Đúng lửa vào nguội. Đúng lửa vào nguội cho em. Đó. Là nó sẽ tự sạc được. Đúng lửa vào nguội và nó sẽ tự sạc. Đó. Thì nó sẽ sạc đầy pin thì nó sẽ tự ngắt nhé. Cái dòng này thì sạc đầy pin nó sẽ tự ngắt. Và ví dụ là cái bình ắc quy của bác này, nó có sự cố gì nó cũng sẽ tự ngắt luôn. Nó có sự cố thì nó sẽ tự ngắt luôn. Đó, đây là một cái mã đầu tiên. Hàng này là hàng mới nhé, nó vẫn còn nguyên hộp này. Hàng mới nó vẫn còn nguyên hộp này các bác này. Đây. Forsup này. Đấy. Cảnh báo sự cố hoặc là đầy tự ngắt này, sự cố tự ngắt này. Tất cả nó cứ có vấn đề gì nó sẽ tự ngắt hết cho các bác luôn. Mã đầu tiên thì con này thì bên nhà em đang có cái mức giá đó là 200k. Các bác lên cho em mã này, mã sạc 4A nhé. 4A này, 200k bao ship. Sạc 4A 200.000 đồng mà bên nhà em bao ship nhé, mã đầu tiên. Và lưu ý này, và có một cái lưu ý này là các bác không lấy hai cái đầu này bác quẹt vào nhau xem nó được chưa. Các bác cần việc cắm điện vào và các bác nhìn thấy cái này thì hiển thị là được nhé. Đó là cái mã đầu tiên bên nhà em. Các bác lên cho em mã đầu tiên là mã sạc 4A nhé, 200.000 đồng mà bên nhà em bao ship. Một cái mã thứ hai, một con sạc 6A 12V 6A. Và con này có thể sạc được cả bình 24V 3A. Cái dòng này thì nó có sạc được cả pin lithium này, sạc ô tô này, sạc xe máy này. Đấy. Và khử xung phát gì lên lại bình này. Con này thì nó có thể sạc được cả pin lithium nữa. Nó có thể sạc được cả bình pin lithium nữa này. Đây, chúng ta cũng cắm điện vào. Các bác cũng cắm điện vào. Đó. Và các bác chọn chế độ cho em. Đây. Đấy, bình nhà em là bình xe đạp điện thì em có thể chọn vào xe máy cũng được. Đấy, chọn vào chế độ này cũng được. Và các bác kẹp vào đúng lửa ngoại cho em. Kẹp vào đúng lửa ngoại cho em này. Đấy, nó đang 24 nhưng nó nhảy sang 12 luôn. Là nó sẽ tự chọn luôn. Đấy, và nó sẽ tự sạc.
Đấy, nó cũng có quạt tản nhiệt nhé các bác nhé. Nó cũng có quạt tản nhiệt này. Đó, và nó sẽ tự sạc. Con này thì giá điện của nó cũng là giá điện rất là rộng, điện 100 đến điện 240V. Mắc công suất của nó là 110W. Mắc công suất 110W, nhưng con này có thể sạc được cả bình pin lithium nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Nên là các bác có thể yên tâm, hàng sử dụng tốt. Đấy. Đấy, và nó sẽ tự sạc cho các bác. Bao giờ nó có sẽ tự cố thì nó sẽ tít tít và nó sẽ ngừng lại cho các bác. Nó sẽ ngắt. Đấy, nó sẽ cố sự cố nó sẽ ngắt cho các bác luôn. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 6A nhé. Sạc 12V 6A 24V 3A thì các bác lên cho em mã này mã sạc 6A để cho nó đỡ nhầm mã nhé. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 340.000 đồng. 340.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này luôn. 340k bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này mã sạc 6A. Sạc 6A 340.000 đồng và bên nhà em bao ship luôn. Đó, các bác về các bác cắm điện vào trước. Các bác cắm điện vào trước thì các bác mới ấy. À, con này thì nó cũng là hàng mới luôn, nó cũng là hàng mới luôn. Đây 12V 6A đây, hộp của nó đây. Hộp của nó đây. Sạc được này, ô tô này, xe này, các loại bình xe 12 24. Đấy, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn nhé. Và đầy nó sẽ tự ngắt. Đầy nó sẽ tự ngắt. Một con tiếp theo. Một con tiếp theo. Một con sạc ắc quy 8A. Đấy, 12V 8A đến 24V 4A. Đấy, con này thì to hơn con kia nhé. Con này thì to hơn con kia, các bác về các bác cắm điện vào. À, có một cái điều lưu ý là con này ấy, là nó sẽ chỉ có sạc bình thường thôi, chứ nó không sạc bình pin lưu. Đấy, bình ắc quy. Các bác về các bác cũng kẹp vào cho em. Các bác về các bác cũng kẹp vào cho em. Đấy. Cái quạt tản nhiệt này nhá, thì nó sẽ quay một lúc rồi nó ngắt. Đấy, xong bắt đầu lúc nào nó nóng, bắt đầu thì nó mới quay. Bắt đầu lúc nào nó nóng thì nó mới quay. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. À, xử lý sự cố các thứ, đầy pin nó tự ngắt này. À, sự cố nó cũng sẽ tự ngắt này. Đấy. Bình có vấn đề nó cũng sẽ tự ngắt. Rất là an toàn luôn. Sạc ắc quy thông minh. Con này thì nó là 12V 8A. Nhưng con này giá của nó sẽ mềm hơn con kia nhé. Con này nó sẽ mềm hơn cái con này. Con sạc 12V 8A này bên em đang có mức giá đó là 320k. Bao luôn ship nhé. 320.000 đồng bao ship. Các bác lên cho em mã này mã sạc 8A này. Sạc 8A 320.000 đồng và bên em bao ship luôn. Sạc 8A 320.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc nhé. Đó. Các bác về các bác sử dụng thoải mái luôn. Đấy, và xong thì các bác cũng bỏ ra cho em. Đầy pin nó tự ngắt nên là lúc nào mà các bác thấy quên cũng được, không sao cả. Quên cũng được, không sao cả nhé. Một con nữa, con này cũng là của Ford Food. Con này cũng to sụp này. Con này thì là siêu to khổng lồ rồi. Con này là con siêu to khổng lồ rồi. Sạc 12V 12A đến 24V 6A. Bác nào mà cần sạc những cái to thì có thể nó. Con này cũng có thể sạc được cả pin lithium. Tất tần tật các cái chức năng thì nó đều sạc được. Đây nút màu đen này. Nút màu đen này các bác phải chuẩn bị trước. Đây, chuẩn bị trước nhé. Như này rồi, các bác mới kẹp vào bình ắc quy. Còn đã kẹp vào bình ắc quy rồi các bác sẽ không chỉnh được nữa. Đấy, riêng con này nó là như thế tại vì nó là bình to nó. Đây. Này. Đấy, nó nhận luôn 12V này. Đấy, và sạc luôn. Và sạc luôn. Đấy. Chạy rất êm luôn. Đấy, tất cả đều có thể sử dụng điện 110 hoặc là điện 220V đều được nhé. Tất cả cái dòng sạc bình ắc quy như em này đều sạc được cả điện 110 đến điện 220V đều được. Con này thì các bác sạc bình nào cũng được. Đấy, bình nào cũng được. Loại to, loại bé đều sạc được hết. Có quạt tản nhiệt nhé. Nó có quạt tản nhiệt. Thế nhưng mà lúc nào mà nó nóng thì nó quạt tản nhiệt này nó mới chạy nhé. Lúc nào nó nóng thì quạt tản nhiệt này nó mới chạy. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12V 12A đến 24V 6A. Đây này, nó đã cắm vào rồi thì các bác không ấn được nữa này. Cảm ơn các bác không ấn được nữa. Nhưng mà các bác bỏ nó ra này thì các bác lại chỉnh được ngay. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Con này là sạc 12V 12A. Bên nhà em đang có mức giá đó là 400.000 đồng. 400k và bên nhà em bao luôn phí ship nhé. Sạc 12V 12A 400k bên nhà bao ship. Và các bác lưu ý nhé là không quẹt 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 nhà đâu nhé. Không có mở cái này ra để quẹt 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 đánh lửa đâu. Nó là điện tử nên là các bác quẹt như thế nó rất là hại. Nó rất là hại và nó rất là nhanh hỏng cái sạc ắc quy nhà của chúng mình. Đấy, của mình. À, sạc ắc quy thông minh. Sạc ắc quy thông minh nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bên em còn một số những cái mẫu nồi chiên không dầu. Đấy, dòng này là dòng nồi chiên không dầu nhé các bác nhé. Con này thì dung tích của nó lên đến 15 lít cơ. Dung tích của nó lên 15 lít đây để em khui thùng mới cho các bác luôn.
Đấy, hàng này hàng mới luôn để em khui cho các bác, để em review cho các bác luôn. Cái này, con này thì số lượng của nó thì cũng không còn nhiều đâu, chỉ còn có vài con nữa thôi, nên là để cho các bác cái mức giá cực kỳ tốt luôn. Để cho các bác cái giá mức giá cực kỳ tốt luôn nhé, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy. Còn đâu ra nó khoảng vài con nữa. Vài con nữa, lần trước còn sót. Hàng mới luôn nhé, hàng mới luôn. Đây. Khi các bác nhận hàng thì hàng của nó là hàng mới nguyên hộp luôn. Ở đầu tiên của nó thì nó sẽ có một cái giá này. Cái giá này, giá này tí nữa em sẽ giữ để giới thiệu cho các bác luôn. Đây. Rồi. Sẽ bỏ ra. Đây. Thương hiệu của nó là thương hiệu Nysil. Thương hiệu của nó là thương hiệu Nysil các nhé. Con này thì có cái mắt kính này để các bác nhìn vào bên trong được. Đó. Đấy, thì đây cái giá này này. Cái giá này này. Các bác đặt vào đây này để mà khi mà các bác làm gà vịt các bác để vào đây thì nó sẽ không bị chảy mỡ ra ngoài nhé. Đấy thì nó sẽ không bị chảy mỡ ra ngoài để các bác dùng nó bền. Đấy. Bền đẹp xịn sò. Con này thì để em đo cho bác luôn cái kích thước cái lòng này. Con này để con gà 2-3 cân thoải mái luôn, to lắm. 25 x 25 nhé con nhé. Độ sâu của nó này. Sâu 14. Sâu 14, 25 x 25, sâu 14. Đấy. Tổng dung tích của con này là 15 lít. Tổng dung tích của con này là 15 lít, nhà sản xuất người ta công bố là như thế. Sử dụng nguồn điện của nó nhé, sử dụng nguồn điện của nó đó là sử dụng nguồn điện 220V. Và con này công suất của nó là 1800W nhé. Và công suất của nó là 1800W. Đó, đây là nồi chiên không dầu của Nysil. Đây là cái núm, ở đây có hai núm, một cái núm là thời gian và một cái núm là giờ. Đấy, khi nó xong là nó sẽ kêu như này. Đấy, cho chúng ta, đây là thời gian này, 0, 1, 2, 3, 4, các bác vặn xoáy này. Đấy, 30 phút này. Đấy, thì nó sẽ từ từ nó sẽ xong. Đấy, và khi mà xong nó sẽ kêu như thế. Đó, còn bên này là núm chỉnh nhiệt độ. Thì nếu các bác muốn nhanh thì các bác maximum lên 200. Còn ở đây nó sẽ có cái công thức của nó này. Còn ở trên này nó sẽ có cái công thức của nó này. Đấy, thì các bác theo làm theo cái công thức của nó bên trên cái nắp này. Bên trên cái nắp này. Mã nồi chiên không dầu của Nysil nhé. Mã nồi chiên không dầu của Nysil. Con này thì bên nhà em đang giảm giá cho các bác xuống còn 900k thôi. 900k và bên nhà em bao ship. 900k. Bao luôn ship nhé. 900k và bên nhà em bao luôn ship cho các bác cái mã nồi chiên không dầu của Nysil. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Các bác đặt hàng với em, các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác cũng phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ yên tâm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Bếp nướng này. Bếp nướng. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki. Công suất của nó là 1800W, sử dụng nguồn điện 220V. Đấy, 50Hz. Nói chung là con này dùng rất là ok luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, vẫn còn nguyên túi bóng, nguyên hộp cho các bác luôn này. Đấy, các bác nướng nước các thứ này. Con này là bếp nướng không khói. Bếp nướng không khói nhé. Để em đo cho các bác phần kích thước này. Em đo lọt lòng thứ nhất, chứ còn đo phủ bì nó to lắm. 48, con này phủ bì này. Lọt lòng là 48. Phủ bì của nó là 55. Phủ bì của nó là 55. Bên bằng bên này thế này. Phủ bì là 31. Lọt lòng của nó là 25. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn, nguyên túi bóng luôn. Đấy, hàng xịn sò luôn, các bác ăn đồ nướng mà ví dụ là thỉnh thoảng mà làm nồi nướng không khói này, anh em đến làm lai dài vài ly thì tuyệt vời luôn. Cái này thì không phải bất cứ, không phải là mùa đông hay mùa hè, mùa nào chúng ta cũng sử dụng được. Nên là con này dùng rất là bền luôn. Công suất của nó là 1800W này các bác này. Công suất của nó cũng là 1800W, sử dụng nguồn điện 220V. Và con này thì hàng của Nhật, in Japan này. Thì đây in Japan. Con này thì mặt của nó này mặt chống dính nhé. Mặt của nó là mặt chống dính. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 550.000 đồng, 550k nhé. Và bên nhà em bao gồm luôn cho các bác cái phí ship 550k và bên nhà em bao gồm luôn cho các bác cái phí ship nhé. Để em ghi giá vào đây cái trắng này cho nó dễ. 550k và bên nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã bếp nướng. Bếp nướng không khói nhé. Bếp nướng không khói. Kế tiếp, một cái chảo tổ ong. Một cái chảo tổ ong. Con này thì các bác chảo xào. Cái dòng này là các bác chảo xào nhé. Có nắp vung nhé. Nó sẽ có hai loại các bác nhé. Một loại không có nắp vung thì nó sẽ rẻ hơn.
Đấy, một loại không có nắp vung thì nó sẽ rẻ hơn, còn một loại là có nắp vung này thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Nó đắt hơn có 20.000 chứ đâu ra con kia không có nắp vung thì hai người ta đang bán 200, nhưng con này có nắp vung thêm 20. Tổ ong. Chào tổ ong. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Size của nó 30. Đây là lọt lòng là 30 nhá, còn khổ bì của nó là lên đến 31 năm. Lọt lòng của nó này, em đo đây từ mép trong của cái này là 30. Chiều cao này 9cm. Con này các bác xào thoải mái này, về nhà xào thoải mái. Nó rất là cứng cáp nhé, nó không như những cái dòng chảo khác. Cái này, cái tán của nó này, nó bắt rất là cứng cáp và cái inox này nó rất là chắc. Con này thì đun bếp ga, bếp từ đều được nhé. Cái dòng này các bác đun bếp ga, bếp từ đều được. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã chảo tổ ong. Chảo tổ ong. Con này thì chỉ có giá 220.000 đồng thôi. 220k vào bên nhà em bao ship. 220k vào bên nhà em bao ship cho các bác cái mẫu chảo tổ ong này. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp và xịn sò luôn. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm về, cứ về sử dụng thoải mái luôn. 220k bao ship chảo tổ ong. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời nhé. Ở đây thì nhà em có đèn năng lượng mặt trời đường và đèn năng lượng mặt, hai cái loại đèn năng lượng mặt trời đường nhé. Và nó có thể sử dụng cả ngày cả đêm. Đấy, các bác có thể sử dụng bằng điều khiển, các bác bật tắt điều cả cả ngày cả đêm, nhưng mà hầu như là chúng ta sẽ thường treo lên và sử dụng nguyên ban đêm. Đó. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Con này hàng đẹp luôn. Để em xin phép là đo cho bác cái kích thước. Cũng khá là lớn đấy. Con này thì đây, tấm pin của nó sẽ nằm trực tiếp đằng sau. Cái tấm pin của nó sẽ nằm trực tiếp đằng sau. Tổng kích thước của con này thì nó sẽ lên đến 63cm. Chiều ngang của con này thì nó sẽ là 24.5 nhé. Nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 6 mắt. Ban ngày nó sẽ tự sạc và ban đêm nó sẽ tự tắt. Và con này thì rất, đây các bác nhìn thấy, test cho các bác độ sáng, nó rất là sáng. Đấy, nó rất là sáng và cứ thấy ánh sáng là nó sẽ tự tắt nhé. Cứ ban ngày nó sẽ tự tắt. Đó, nên là nó dùng thoải mái luôn. Con này thì đấy, tối là nó tự tắt, à, tự sáng. Cứ cái tấm pin mặt trời này nó thấy tối là nó sẽ tự tắt, à, tự sáng lên. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 520.000 đồng. 520.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Phụ kiện của nó thì nó sẽ gồm có cho chúng ta là những cái ốc. Những cái ốc này để các bác bắt vào đây. Đó, những cái ốc này các bác bắt vào đây. Và các bác chỉ cần mua cái ống và các bác treo lên là được. Đấy. Đèn 6 pha nhé. Các bác lên cho em là đèn năng lượng mặt trời 6 pha. 1, này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pha. 6 pha, 520.000 đồng. Và bên nhà em báo ship cho các bác. Còn cái dòng ở đây nữa, đó là một cái dòng 24 pha. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 pha. Con 24 pha này thì nó to rất là nhiều luôn. Công suất của nó thì nếu mà tính ra thì nó hơn 600W. Hơn 600W nhé. Pin, tấm pin của nó rất là to luôn, nên là nó có thể hấp thụ năng lượng rất là tốt. Kích thước của nó là 67.5cm. Chiều ngang của nó thì nó sẽ rơi vào 34cm. Đấy. 24 mắt LED. 24 mắt LED nhé. Con này thì cũng tự sạc. Để các bác nhìn thấy rất là sáng. Nó rất là sáng luôn. Và những cái lúc mà bình thường không ấy, nếu mà không có người ở dưới thì nó sẽ sáng cái mức độ là 75% điện. Đấy, còn mà lúc mà có người thì nó sẽ tự sáng lên đến 100% và nó rất là sáng, nên là các bác đi qua đi lại cũng rất là tiện luôn nhé. Rất là tiện luôn. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn, 24 mét. Đấy, phụ kiện đi theo cho các bác cũng là một cái phụ kiện như thế này để về các bác có thể bắt lên. Đấy, bắt lên để các bác treo lên, nó không sẽ không có ống, nó sẽ không ống thì ống các bác sẽ tự ấy hộ em. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mẫu đèn năng lượng mặt trời này nhé. Đấy, 1.000.000 đồng này. Đấy, đèn năng lượng mặt trời. Đấy, 24 pha và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. 24 pha và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã đèn năng lượng mặt trời này. Một cái mã kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một số những mẫu tấm pin năng lượng mặt trời này. Nó sẽ có cho chúng ta đây những cái thông số của nó đi nhé. Cái thông số của nó này. Đấy, 21W này. 14V này. 11.5A này. Maximum nó là lên đến, open của nó là lên đến 16.8V. Đấy, con này thì sạc cho bình 12V. Công suất của cái bình này các bác sạc có thể sạc đây này. Đèn năng lượng mặt trời hay là chế cháo ở những cái đèn năng lượng mặt trời, ví dụ là các bác đang có một cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà cái tấm pin của các bác nó hơi bé. Đấy. Thì mà nó sạc, ví dụ là sạc nó chậm, thì đây chúng ta có tấm pin này. Tấm pin này của em thì là kích thước của nó đây.
42. 42 nhân với 35. 42 nhân 35 nhé. Mặt kính của nó chịu lực, mặt kính của nó là mặt kính chịu lực nên là các bác có thể dùng thoải mái luôn. Các bác có thể sử dụng thoải mái luôn nhé. Con này thì hàng đẹp. Đấy, các bác lên cho em là mã tấm pin năng lượng 180k. Tấm pin năng lượng nhé, 180.000 đồng. Đấy, một tấm pin năng lượng này. Tấm pin năng lượng mặt trời 180.000 một miếng. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp và hàng chất luôn. Nó sẽ đi theo cho các bác đó là một cái giá như thế này. Nó sẽ đi theo cho chúng ta đó là có một cái giá như này thôi. Nữa, đó là một bộ của nó sẽ gồm có như này cho chúng ta. Và cái dây này của nó, dây này của nó là đầu ra cái dây của nó này. Cái đầu dây ra của nó này. Rất là an toàn, rất là ok luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã tấm pin năng lượng mặt trời 180.000 đồng. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Đây thì em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng ổ điện thông minh. Ổ điện thông minh nhé. Con này thì dây của nó dài khoảng tầm hơn 2 mét, tầm 2 mét rưỡi. Cái dây này dài tầm 2 mét rưỡi này. Cái dây này dài tầm 2 mét rưỡi này. Các bác về và cắm điện vào. Và cắm điện vào này. Ở đây thì nó sẽ có hai cái, một cái là nguồn ổ cắm là công tắc riêng. Đấy. Một cái nguồn USB này là công tắc riêng, là công tắc riêng. Con này nhé, thì những cái USB này là bình thường rồi ạ, là các bác biết rồi. Nhưng nó còn có một thêm một cái nữa, đó là sạc không dây. Nó là thêm một cái nữa cho các bác, đó là sạc không dây. Đây, các bác có thể nhìn thấy nhé. Đang sạc. Đấy. Sạc không dây. Đấy, nó đang sạc, em bỏ ra nhé. Em bỏ ra này. Đấy, đang sạc luôn. Đấy, tức là cái sạc không dây này của nó rất là ok. Cái sạc không dây của nó rất là ok luôn. Okay. Đấy. À, một con ổ điện thông minh. Ổ điện thông minh nhé. Con này thì dây của nó dài gần 2 mét. Nó sẽ có riêng biệt luôn. Các bác muốn cắm điện, hoặc là các bác ví dụ là các bác nằm bác xem phim ý, mà các bác không muốn ấy, thì các bác có thể tắt cái sạc đi. Các bác có thể tắt sạc đi để các bác đặt làm giá xem điện thoại. Đấy. Hoặc là các bác có thể vừa sạc vừa xem thì đều được. Vừa sạc vừa xem đều được. Hoặc là các bác có thể sạc ở USB này, các bác có thể sạc được những cái vật muỗi hay là những cái máy mắt xoa các thứ đấy. Rất là tiện lợi luôn. Ngoài ra thì những cái ổ cắm này các bác có thể cắm những cái tác vụ khác. Cắm những cái tác vụ khác nhé. Đều rất là tiện lợi. Một con ổ cắm điện thông minh này. Một con ổ cắm điện thông minh như này. Bên nhà em đang có cái mức giá đó là 250.000 đồng. Ui em xin lỗi. 250k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc luôn nhé. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Ổ điện thông minh. Đấy, các bác lên cho em mã ổ điện thông minh USB này, có cứ gọi là ổ điện thông minh. Đấy, đây ở đây nó ghi dây của nó là 2m8 cơ, nhưng mà em cứ đọc là 2m5 cho nó yên tâm. Đó, ổ điện thông minh. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng cân điện tử của thương hiệu Ninda. Cái dòng này thì nó khi mà các bác không để cái gì lên cân thì nó sẽ về không, như này để tiết kiệm điện. Còn các bác đặt lên thì nó sẽ lại hiển thị. Và ví dụ là đây, ví dụ em sẽ đặt cái quận dây điện này lên. Con cân này rất là tiện, nhất là bác nào bán quán. Đây, ví dụ của nó là 8,84. Đấy. À, các bác muốn ví dụ 8,84 các bác nhân tiền nó khó. Thì các bác ví dụ là cái này là cái cuộn dây điện này của nhà em là 200.000 một cân đúng không ạ? Thì các bác chỉ cần nhập 200.000 ra đây. Đấy, 200.000 ra đây. Nhập. 200.000. Đấy. Và là nó sẽ tính ra cho bác là giá tiền là 1.768.000. Đó, thì là nó sẽ tính tiền ra đây. Không chỉ có một cái mặt này nó có số. Đấy, các bác có thể để một mặt để cho khách đứng bên ngoài. Khách người ta nhìn thấy, khách người ta đứng bên đằng bên ngoài, người ta có thể nhìn thấy cái giá. À đây, à, cái này là trọng lượng của mình bằng này, cái giá tiền của mình đây. Đấy là 200.000. Và ví dụ đây là thành tiền. Đấy, là cái cân này của nó sẽ có hai mặt để cho chúng ta có thể sử dụng. Đấy, nó sẽ có hai mặt cho chúng ta sử dụng. Và cái này thì đây, khi các bác về nhé. Khi các bác về, các bác lắp cho em bốn cái chân này. Đấy, lắp đúng như thế này cho em và các bác đặt lên cái cân này. Độ chính xác của nó thì rất là ok luôn. Độ chính xác của nó thì các bác yên tâm luôn. Cái này thì nó chỉ có chống gọi là chống cho nó gì thôi. Đấy, hàng xịn luôn nhé. Và con này thì các bác hết điện thì các bác lại cắm sạc, hết điện các bác cắm sạc ở đây cái công tắc này. Đấy, ở đây cái công tắc này. Đó, hết điện thì các bác lại sạc, hết điện các bác lại sạc. Nên là các bác không phải lo cái việc thay thế pin nhé. Ở cái mã cân này thì bên nhà em đang có cái mức giá đó là 600.000 đồng. 600k và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác nhé. 600k và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác. Một cái mã tiếp theo đó là một cái dòng máy massage cổ. Một cái mã tiếp theo đó là một cái dòng máy massage cổ này. Đây.
khi các bác nhận hàng của nó này. Rất là xịn sò luôn nhé. Rất là xịn sò luôn. Các bác cái này các bác đeo ở cổ, đeo ở cổ như kiểu là cái gối gối ngủ ấy, gối ngủ. Bác nào có thể lái xe các thứ cũng được. Đấy. Tối các bác sử dụng cũng được. Đấy, các bác cần thiết thì các bác thít lại. Đó. Và ở đây nó sẽ có cái công tắc bật tắt này. Đấy thì đây. Đấy, các bác nhìn thấy. Rất là sướng luôn. Đấy, nó massage gáy nó rất là sướng luôn này. Rất là ok luôn. Ở đây thì nó có cái tốc độ này, mờ này. Đấy, ở đây cái đèn này là cái tắt đèn này. Đó, các bác nhìn thấy. Rất là êm ái luôn nhé. Cái này rất là êm ái luôn. Trong này nó sẽ có pin. Đấy, pin này. Ở đây thì nó sẽ có cổng sạc này. Cái cổng sạc của nó này. Đấy, dây cắm sạc đây. Đấy, cái này là massage cổ nhé. Các bác làm, nhất là làm bác nào mà làm văn phòng đấy, hay là lái xe thì chúng ta nên có một cái này này. Có một cái gối, cái massage cổ như này. Hàng rất là chất lượng luôn nhé. Và nó êm ái. Hàng rất là chất lượng và êm ái nhé. Xịn sò luôn. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 220.000 đồng nhé. 220k một cái gối này, một cái massage cổ này, và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã kế tiếp bên em xin giới thiệu đến các bác một cái mẫu kìm tuốt dây. Con này thì thương hiệu của nó là Fuka. Fuka, hàng của nội địa Nhật Japan. Cực kỳ chất luôn. Đây các bác có thể làm đây, cắt dây này. Cắt dây này. Tước dây này. Đây, tước dây bên này. Đấy. Nó sẽ tước đầu ra để các bác có thể lột dây cho nó dễ này. Hoặc là các bác có thể cắt dây này. Đấy, cắt dây này, tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Tuốt dây này, rất là tiện luôn. Tuốt dây rất là tiện luôn này. Đấy, hoặc là các bác có thể để tước dây này. Đấy, các bác tước dây này, các bác có thể nhìn thấy này. Rất là đa năng luôn. Rất là đa năng luôn này. Các bác cứ đặt đúng giữa cái dây là các bác tước thôi. Các bác cứ đặt đúng giữa cái dây là các bác tước thôi. Đấy, không bị xước dây đâu. Đấy. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn. Một con kìm tuốt dây của thương hiệu Fuka. Fuka Japan. À, giá của nó thì các bác yên tâm một điều đó là giá mềm luôn rồi. Con này thì chỉ có 80k thôi. 80.000 đồng. 80k. Các bác lên cho em mã này là mã kìm tuốt dây nhé. Kìm tuốt dây. 80k. Hàng đẹp, hàng xịn sò luôn. Hàng đẹp, hàng xịn sò luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng ô dù đa năng này. Ô dù đa năng này. Đó này. Thu lại này. Đấy. Con này của nó là hàng nội địa Nhật nhé. Nội địa Nhật, Japan. Rất là nhạy luôn. Rất là nhạy luôn, nhưng không dùng nữa thì các bác lại gấp vào. Và các bác cất đi. Và các bác cất đi. Đó. Không dùng nữa các bác gấp vào, các bác cất đi. Giá thì là cực mềm luôn. Tám mươi k. Và có một cái yêu cầu cho các bác là khi mà các bác nhận hàng ý, là các bác phải đồng kiểm với ship giúp em nhé. Thì mọi khiếu nại bên nhà em chỉ có hỗ trợ các bác khi mà các bác đồng kiểm với ship. Đó thì có gì thì các bác thông cảm. Đó. Ô dù đa năng nhé. Ô dù đa năng. Các màu này. Xanh này. Mận chín này. Xanh lạc này. Hồng này. Đen này. Thì đều đầy đủ cả. Thì đều đầy đủ cả. Mà giá chỉ có 80k. Đều đầy đủ cả mà giá chỉ có 80k. Hàng nhà em rất nhiều nhé, nên là kính mong các bác có thể xem đến cuối video giúp em. Một cái mã tiếp theo. Mã này thì đợt này em về rất là nhiều luôn. Cái dòng bảng tự xóa LCD này, 8,5 inch đúng không nhé. 8,5 inch thì trong này nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là một cái bảng. Và các bác muốn viết thì ở đây nó sẽ có cái bút này, để các bác viết lên này, dân chỉnh này. Đấy, ví dụ thế, dân chỉnh 0982
8 3 4 0 0 4. Đấy, các bác xóa đi. Ở đây có cái công tắc gạt nhé, thì các bác gạt vào giữa cho em này, gạt vào mở này. Đấy, đây là khóa này, đây là mở này. Đấy, thì các bác ấn nút này là nó sẽ tự xóa. Đấy, 0915 này, 402 này, 977 này, ship toàn quốc này. Ship toàn quốc 50k. Bảng tự xóa nghe em là 50k. Đấy. Này, các bác viết xong nhưng các bác xóa. Còn các bác muốn khóa lại thì mà không dùng nữa thì các bác lại ấn vào cái khóa đây, đặt vào cái khóa đây. Đấy. Thì nó sẽ không tự xóa nữa, nó sẽ không tự xóa nữa. Và các bác phải gạt xuống dưới thì nó mới tự xóa được. Bảng này rất là xịn sò luôn nhé. Để em đo cho các bác cái kích thước luôn nhé, để khi mà chúng ta nhận hàng nó bị tránh bị cái nhầm lẫn. Đấy. Kích thước của nó đây. Một chiều của nó là 21,5 phú bì nhé. Và một chiều của nó là 14. Đấy. Bảng tự xóa. Bảng tự xóa thôi. 50k cái bảng này. 50.000 đồng một cái bảng này. Đấy, rất là bền bỉ luôn này. Đấy, các bác có thể viết được. Đấy, ký tên các thứ. Đấy, hàng đẹp xịn xò luôn. Và xóa. Đấy. 50.000 đồng một cái bảng này. Cái bảng tự xóa này, 50k thôi nhé. Các bác mua về cho các bạn học sinh các thứ này. Đấy, thì rất là tiện. Đấy, học hành viết chữ các bạn nhỏ nhỏ gia đình ấy, các cháu thì rất là ok luôn nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng ổ đấu nối, ổ cắm gì em xin lỗi, ổ cắm điều khiển từ xa. Các bác về các bác chỉ việc cắm điện trực tiếp vào và các bác cắm cái thiết bị trực tiếp lên đây. Con này thì cách xa 1 km các bác vẫn có thể điều khiển được. Cách xa 1 km các bác vẫn để điều khiển được nhé. Con này công suất của nó là 30A này. Đấy, các bác cắm máy bơm, máy bơm nước, máy rửa xe, máy nén khí đều có thể sử dụng được từ xa. Hoặc là bác nào mà làm xây dựng, đang nhà đang xây nhà ấy, thì các bác có thể dùng để bật tắt máy bơm cho thợ. Cho thợ người ta đang trên nhà người ta chát đúng không? Đang tô, đang xây đang bên trên ấy, thì các bác có thể bật bơm nước, tắt bơm nước bằng cái remote, bằng cái remote này. Đấy, các bác có thể bật tắt thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì có cái đậy lại để các bác ngồi lên các bác sẽ không bị ấn vào nút, và các bác gạt xuống on off. Đó. Một cái mẫu ổ cắm điện điều khiển từ xa như thế này, bên nhà em đang có cái mức giá của nó, đó là 250k, và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. 250k và bên nhà em bao luôn ship. 250k bao ship ổ cắm điện điều khiển từ xa, ổ cắm. Đấy. Còn đây, một cái dòng ổ đấu nối thì nó sẽ gồm có cho chúng ta, đó là một cái bộ nó như thế này. Đấy, đây là đằng sau. Tất cả của nó thì là đều là hàng xịn sò luôn. Một cái ổ và một cái điều khiển. Thì các bác sẽ về, các bác sẽ đấu ở đây cho em này. Đấu vào bốn cái chân này. Thì các bác cứ phân biệt cho em, đó là ở đây nó sẽ đánh số 1, 2, 3, 4. Đấy. Thì 1, 2 các bác đấu cho em là điện vào, và 3, 4 các bác câu cho em là điện ra. Đó. Hàng này thì của nó là sẽ là một cái bộ của nó như này. Con này công suất của nó là 40A nhé. Con này của nó là 40A. Công suất của nó là 40A. Hàng xịn sò luôn. Con này cũng điều khiển cách xa 1 km. Nếu mà càng xa thì các bác sẽ rút cái này lên cho em. Xa thì các bác sẽ rút cái này lên cho em. Còn gần thì các bác không cần. Còn gần thì các bác không cần nhé. Đấy. Một cái bộ của nó. Bộ ổ đấu nối. Con ổ đấu nối này thì bên em đang có cái mức giá của nó, đó là 200k thôi. Giá chỉ có 200k thôi. Mà lại còn bao luôn ship. Đấy. 200k bao ship. Ổ đấu nối điều khiển từ xa. Ổ đấu nối điều khiển từ xa nhé. Hàng đẹp luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác lên nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ nhé. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng sử dụng tốt, hàng ngon luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng mic hát karaoke. Mic hát karaoke này. Dòng này thì của nó sẽ có một dây và một mic. Thương hiệu của cái mic này thì nó là thương hiệu của Tomahawa. Tomahawa, hàng nội địa Nhật, made in Japan này. Đấy, hàng nội địa Nhật này.
xịn sò luôn nhé. Một mic này và một dây này, hàng xịn luôn. Cái này ấy, bên trong bật mí chưa bác luôn, là các bác về có thể mở ra để kiểm tra thoải mái luôn. Đó là cái đầu bên trong này, nó bằng inox, nó bằng inox nhé. Và ở đây nó cũng còn có cả cái chắn chắn bòn bọt. Thực ra là khi mà các bác đã hát ấy, thì là không thể tránh được cái nước bọt nó bắn ra. Thì cái này bằng inox nên là nó sẽ rất là bền, nó sẽ rất là bền. Đấy, nó rất là bền và nó rất là chất lượng luôn. Rất là bền và rất là chất lượng. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tomahawa, hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật này. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó sẽ là một cái bộ mic như thế này cho các bác. Đấy, nó sẽ là một cái bộ mic như thế này. Về các bác nhận hàng đầy đủ, cắm test thoải mái cho em. Các bác cắm test thoải mái cho em. Ok thì nhận, không ok thì thôi. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Cái mức giá của nó, bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 250k. Đây, ghi giá luôn vào đây cho. Đây, em ghi giá vào đây luôn để các bác khỏi nhầm nhé. 250k và bên nhà em bao ship. K 250k và bên em báo ship. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã mic hát karaoke, mic hát karaoke Tomahawa nội địa Nhật. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng bơm lốp ô tô. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 12V. Đấy, thông số các thứ chi tiết của nó đây, thông số các thứ chi tiết của nó đây. Đấy, con này thì trọng lượng của nó là 700g này. Đấy, công suất các thứ này. Đấy, con này thì bơm xe máy, xe đạp, ô tô bơm đều bơm được. Đây là vỏ của nó, đều đây là vỏ của nó, đều bơm được thoải mái. Đấy, rất là tiện lợi, rất là tiện lợi luôn nhé. Này, ô tô, xe máy, xe đạp này, xịn sò luôn này. Đấy, DC 12V. Cái dòng này thì nó có sợi dây của nó dây dài. Đây là đầu vào vòi của nó này, tất cả nó để trong này nên nó rất là gọn và nó chịu áp lực cực kỳ tốt nhé. Bên em đã test rồi, bơm ô tô thoải mái luôn các bác, bơm ô tô thoải mái luôn. Đấy, ở trong này thì nó có một số cái đầu nữa thì chúng ta không làm gì đến thì chúng ta cứ cất trong này đề phòng bị rơi, đề phòng bị rơi mất nhé. Dây của nó này các bác có thể nhìn thấy, dây này là dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn, dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn đó. Các bác lên cho em mã này là mã bơm lốp ô tô. Con này thì em bên em đang có mức giá đó là 530k nhé, 530.000 đồng. Và bên thì em bao gồm phí ship, dùng xong lại các bác lại cho em nó vào đây, cho em nó vào đây để các bác cất đi. Đấy, dùng xong thì các bác lại cất gọn vào trong này. Đấy, và các bác lại để lại, rồi các bác để trong cái cốp ô tô của chúng ta thì đều được. Đây, để em ghi cái giá vào đây luôn cho các bác dễ đỡ nhầm lẫn. Giá của nó thì cực kỳ mềm luôn. $530k và bên em bao ship luôn nhé. Bơm lốp ô tô nhé các bác nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng dây câu bình nhé. Một cái dòng dây câu bình này. Ở đây thì nó sẽ là một cặp. Một cặp của nó là sẽ gồm một sợi đỏ và một sợi đen, tức là một sợi lửa và một sợi nguội nhé. Một sợi lửa và một sợi nguội. Mỗi sợi này của nó là dài đến 4m. Mỗi sợi này của nó là dài 4m. Hai sợi của nó là 8m nhé. Hai sợi của nó là 8m. Khi các bác nhận hàng ý, thì là nó sẽ ở trong một cái túi như thế này cho các bác luôn, để các bác để vào cái cốp ô tô. Đấy, đề phòng mà khi mà ô tô mà gặp sự cố hết bình thì chúng ta có thể sử dụng thoải mái luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 250k. 250k và bên nhà em bao gồm phí ship rồi nhé. 250k bao ship cho các bác luôn. Dây câu bình. Dây câu bình. Hàng xịn luôn đây. Dây của nó đây. Đấy, dây của nó. Gần bằng ngón út luôn nhé. Gần bằng ngón út của em luôn. Rất là bền đẹp, xịn sò. Một cái mã tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng lọ tẩy lồng giặt. Cái này thì các bác cứ đổ vào rồi các bác chọn vào cái chế độ tẩy lồng giặt của cái máy giặt là các bác có thể sử dụng được.
Con này thì diệt khuẩn trừ khử khuẩn đến 99,9%. Quần áo các bác hay bị hôi, giặt khi mà các bác giặt mà nó hay bị hôi là do là cái lồng giặt của các bác không vệ sinh thường xuyên nên nó mới như thế nhé. Còn hàng này thì đảm bảo luôn, hàng nội địa Nhật. Con này thì bên em đang có một cái mức giá đó là 50k. Giá tốt luôn. 50k. 50k. Chai tẩy lông giặt. Một cái mã kế tiếp bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu lọ thả bồn cầu. Lọ thả này thì nó người ta ở đây là ghi là 100 lần, nhưng em thử thử rồi. Nó được hơn đấy. Nó được 100 mấy chục lần xả liên tục. Đấy, đây là các bác xả. Hàng này của nó đó là hàng của thương hiệu của Nhật. Nó là hàng thương hiệu của Nhật. Hàng này của nó là hàng mới luôn nhé. Hàng này của nó là hàng mới luôn. Nên là các bác yên tâm, chưa qua sử dụng lần nào. Con này thì nó có mùi của nó cũng rất là dễ chịu. Mùi của nó cũng thoang thoảng rất là dễ chịu luôn. Đấy, để cho cái phòng vệ sinh của chúng ta nó đỡ mùi đi. Đấy, và khi các bác nhận hàng ấy là của nó là còn hộp mới luôn. Đấy, hộp mới luôn nhé. Giá chỉ có 40k thôi. Hộp mới giá chỉ có 40.000 đồng. Một cái mẫu thả bồn cầu như thế này. Một cái mẫu lọ thả bồn cầu 40k. Hàng đẹp chất lượng luôn. Hàng này hàng cực đẹp và cực chất lượng luôn nhé. Cực đẹp và cực chất lượng. 40k. Thả bồn cầu. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dụng máy xay hạt. Con máy xay hạt này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện là nguồn điện 220V. Công suất của nó là 250W, hàng mới nguyên hộp luôn nhé. Các bác xay ớt, xay tiêu, điều, cà phê thì đều có thể xay thoải mái. Những cái xay, những cái đồ gia dụng các bác đều có thể xay thoải mái luôn. Đó. Đây, lạc lùng các thứ đây. Đây, còn con này là em đang test rồi. Nói chung là các bác xay gạo cũng được. Xay gạo cũng được. Nó sử dụng nguồn điện 220V và rất là ok luôn. Đây, mời các bác sang đây một chút. Đây, để cho tiện ổ điện. Tốc độ vòng quay rất là lớn luôn nhé. Đây, ở trong này khi mà nó quay ấy thì những cái này nó dính rất chắc rồi nhé, mà nó vẫn còn có thể xoay được, là các bác biết là cái tốc độ vòng quay của nó mạnh nào. Có cái gì nó cuồng ở đây. Cái dòng cối này thì là cối của nó là bằng cối inox các bác nhé. Cái dòng cối này của nó là bằng cối inox nên là nó rất là bền. Nó rất là bền bỉ luôn. Đấy. Và con này nó tiện một điểm nữa, nó là nó sử dụng cái nguồn điện 220V. Các bác đỡ phải qua cục đồ nguồn và cắm nhầm cũng không sao cả. Con này thì giá của nó thì cũng rất là mềm luôn. Con này bên em đang bán với mức giá chỉ có 90k thôi. Chỉ có 90k. Đó. Các bác lên cho em mã này, mã máy xay hạt khô nhé. Máy xay hạt khô giá 90.000 đồng. Giá 90.000 đồng. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Một cái mã tiếp theo đó là một cái ghế câu nhé. Một cái ghế câu này. Cái ghế câu này thì nó là chất liệu của nó này bằng vải dù các bác nhé. Chất liệu này của nó là bằng vải dù này, để các bác khi các bác ngồi lên ý, thì các bác không sợ bị đứt, không sợ bị ấy nữa. Khung của nó thì các bác cũng không sợ bị hoen gì, vì khung của nó là bằng khung inox. Khung của nó là bằng khung inox. Con này thì rất là chắc bền luôn. Rất là chắc bền luôn. Đây, em xin phép là được đứng lên một chút nhé. Đó, các bác có thể nhìn thấy em đúng em nhún này. Đấy, em đúng em nhún luôn này. Đấy, không việc gì luôn mà em cũng là thành phần là khoảng tầm hơn 60 cân, 63 cân. Đấy, thoải mái luôn. Các bác có thể ngồi uống cà phê, ngồi uống nước, làm quán. Đấy, các bác lấy số lượng nhiều thì em sẽ có một cái mức giá tốt nhất. Đấy, mức giá tốt nhất cho các bác luôn. Con này thì đây, để em đo cho các bác cái phần chiều cao nhé. Chiều cao của nó đây. Cái chiều cao của nó thì là tổng chiều cao của nó sẽ rơi vào 32 cm. Cái mặt ngồi của nó, phủ bì của nó sẽ rơi vào 41 cm thôi nhé. Từ đầu từ mép này đến mép này là 41 cm. Đó, tổng chiều cao của nó khi mà các bác dỡ lên nó là 73 cm. Và con này các bác đi đâu đi đó nhé, các bác cầm gấp lại rất là tiện. Các bác đi đâu đi đó các bác gấp lại này. Rất là tiện lợi luôn, rất là tiện lợi và rất dễ sử dụng. Đó, cái mã này các bác lên cho em mã này là mã ghế câu. Ghế câu. Và cái mã này bên nhà em đang bán với cái mức giá 200.000 đồng. 200.000 đồng một cái mã ghế câu này. Và bên nhà em bao gồm phí ship luôn rồi nhé. 200k bao luôn phí ship cho các bác cái mã ghế câu như thế này. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn nhé.
Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn, khung bằng inox nên là nó rất là bền bỉ. Các bác có thể sử dụng thoải mái luôn nhé. Hàng nét luôn nhé. Hàng nét, hàng đẹp luôn. 200k và bên em bao ship